Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Thì bữa trước có nhiều anh em nói Tùng thì sao không bán đồ lưu á mọi người. Thì nói chung không phải Tùng không bán đâu mọi người, mà do trong quá trình Tùng thu á mọi người thì nó không có những cái máy lưu hoặc là cần lưu, hay có thể là có cần nhưng mà Tùng sẽ bán trực tiếp tại Hồ Chí Minh mọi người, nên Tùng không vận chuyển những cái đồ như là cần mọi người, nó hơi cồng kềnh á, nên Tùng chỉ ưu tiên máy thôi. Thì hôm nay Tùng sẽ làm cho mọi người một con máy nha mọi người nhé. Đó là Daiwa Frame và một cần câu sông, câu hồ 4 khúc bên rubber nha mọi người nha. Đây là một cây trưng bày nha mọi người nha. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ qua con máy này. Thì con máy này nó có phụ kiện là đi kèm là một cái bao máy nha mọi người nha. Một cái bao thôi. Rồi, ok. Thì đây là con máy chúng ta mọi người nha. Con máy này có size là 4.000 nha mọi người. 4.000 đã vào frame này. Đây là đời mới nhất hiện tại bây giờ nha mọi người nha. Và cái phiên bản nó là phiên bản 4.000 xây thác. Đó. Phiên bản 4.000 xây thác nha mọi người nha. Đây. 4.000 xây thác. Giờ hình con này là tầm khoảng trên 9500 rồi, nói chung là từ 9500 trở lên. Đấy. Thế chung mà con này là một con đời mới. Nó sử dụng công nghệ kháng mặn người. Đó là dầu mạt siêu này. Thì con này giá mới nó là trên 2 triệu người. Trên 2 triệu nha. Giá mới nó nha. Thì con này nó có cái tai quay là màu vàng này mọi người. Thì tai quay này tai quay núm núm tròn dài nha mọi người nha, núm tròn dài này. Với lại khi tai quay nó dài thế này thì nó làm cho mọi người cái thao tác nó cũng dễ hơn nha mọi người nha. Thao tác nó cũng dễ hơn. Với lại mình sẽ thu dây bắt cá hoặc là mình sẽ cầm nắm, nó sẽ dễ hơn cái phần cầm tay quay này nha mọi người nha. Thì đối với con frame này mọi người thì nó sẽ chuyên câu lưu á, thì nó sẽ sử dụng cái khóa đổi chiều này mọi người, hai chiều này, khóa đổi hai chiều nha. Đấy, nó là sử dụng khóa đổi hai chiều đấy, để cho cái thao tác đó đối với những người mà mới tập câu mọi người nó sẽ dễ hơn á mọi người. Này, phần dưới của nó thì nó sẽ ốp một cái phần miếng kim loại mọi người để chống chạy nha mọi người nha. Cái miếng này nó có tác dụng để chống chạy thôi và bảo vệ cái máy của mình thôi nha mọi người nha. Đấy, thì cái miếng này mình thợ thay được, thì mình sẽ tháo cái ốc này ra mình thay được nha mọi người nha. Nói chung cái này cũng không có quan trọng gì lắm, nó chỉ bảo vệ cái phần đít này thôi, nó thay là vẫn được nha mọi người nha. Mọi người chỉ cần kiếm những cái chỗ mà chuyên và linh kiện nó sẽ thay này. Thì trên cái phần này nó sẽ bị chạy một miếng sơn này mọi người, chạy một miếng sơn. Tại con này là hàng thanh lý mà, nó nói chung là bán giá này không có giống giá mới mọi người, thì nó sẽ có vết chạy như thế này. Đây. Thì bên này thì sẽ đổi hai chiều nha. Cái này mọi người đổi hai chiều cho phải đều được nha. Này. Đổi hai chiều. Cho phải đều được hết. Thì những cái phần này mọi người cố gắng mọi người dặn cái kỹ vào Tùng xíu nha. Đây. Cái phần nắp này nếu mọi người dặn không kỹ nó thường bị rớt đó mọi người. Tao quay là tao quay răng vặn chụp nha mọi người nha. Tao quay răng vặn nhưng mà dạng chụp vào. Đa qua thì nó có đặc biệt cái là nó răng vặn chụp nha mọi người nha. Nó không phải là răng vặn xuyên tâm. Răng vặn những cái dòng khác là xuyên vặn á. Răng vặn nó sẽ xuyên tâm người đúc vô người sẽ vặn tới. Còn này là răng vặn dạng chụp mọi người. Chụp xoắn ốc nè. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần rotor nó mọi người. Thì rotor nó là bên này còn đẹp hết nha mọi người nha. Càng của nó này, càng nó còn đẹp. Bên rotor này thì nó có hơi chạy nhẹ nha mọi người. Đó. Nói chung không đáng kể mọi người. Cái này mọi người nhìn kỹ nè, mọi người sẽ thấy nha. Còn nếu không nhìn kỹ thì không thấy đâu. Còn càng bên này thì cũng đẹp luôn nè, đúng con. Nói chung càng này cũng đẹp nha mọi người nha. Cái phần gạt cước của nó mọi người, phần gạt cước của nó thì khá là to. Chung sẵn tiện này Tùng sẽ làm review con này luôn nha. Đó, review Tùng sẽ bán. Còn cái phần mà cái lò xo nó mọi người, cái lò xo đối cái dòng này, cái dòng mới này mọi người. Nó không có quá mạnh đâu mọi người, đối những cái dòng lua này mọi người. Trừ bên nào phải bên thì cái lò xo rất là mạnh. Của những cái hàng mà Daiwa Shimano cái lò xo nó mọi người nó vừa phải, cái lực bật của nó vừa phải nha mọi người nha. Này. Vừa phải. Đấy. Vừa phải. Nói chung là cái máy này thì nó sẽ có hai màu chủ đạo nha mọi người nha. Cái dòng mới này nó sẽ có hai màu chủ đạo, đó là màu xám và màu vàng. Xám bạc mà. Xám bạc này. Xám bạc nha mọi người nha.
cái phần body dưới nó người đó là màu xám bạc nhưng mà bóng nha mọi người nha, dạng bóng này. Nói chung những anh em nào chưa có cầm con máy này thì Tùng sẽ nói chi tiết cho mọi người luôn nha. Này xám bóng này mọi người, nhám bóng nha, nhám nhưng mà dạng bóng luôn, bóng luôn nha mọi người, chứ không phải là nhám dạng kia đâu mọi người, bóng luôn nha. Trong máy nó cũng cắt kiểu mọi người, để cho khi mọi người áp ốp vào trong cần mọi người nó sẽ hít hơn nha mọi người nha, nó sẽ tốt hơn này. Đây này, nó sẽ cắt này, hai bên này. Đây, nó sẽ ốp tốt hơn này. Còn đó những cái máy kia nó sẽ bằng luôn nha mọi người nha. Bên này nó sẽ có hai miếng này, hai miếng nó cắt hai bên này mọi người. Có thể là nó nghiên cứu người, cái hãng đây qua nó nghiên cứu quá nó sẽ làm ra cái này. Đây, nói chung là một cái điểm hay của nó mọi người, một điểm hay nha. Còn có những cái dạng khác nó sẽ bằng như này nha, nó bằng hết cái miếng này luôn mọi người nha. Còn này nó sẽ hơi ấy nha mọi người nha, nó cắt lõm này. Rồi còn phần trên cái body của nó mọi người, nó cũng là một bạc nha mọi người, dạng bạc là bạc bóng luôn nha mọi người nha, bóng luôn. Đây, bóng cối nó cũng một bạc luôn mọi người, thì nó cắt tiện CNC màu màu sọc nha mọi người nha, cái đường sọc nha mọi người nha. Đây, đường sọc này mọi người, thì ở trên này nó vẫn có cái thanh để giữ cước cho mọi người nè, và các thông số đó mọi người, thông số này. Đấy, nói chung một con này nhìn vô là Tuấn sẽ kết cái công nghệ nó là dầu mạch siêu mọi người, đó là một cái công nghệ kháng mặn của hãng Daiwa nha mọi người nha, kháng mặn. Trên này thông số dây nó mọi người nè, dây 1.5 này mọi người là 200m, dây 1.5 này là 0.18 mọi người, đây dây chuẩn luôn mọi người nha. Còn 0.25 này, 0.25 vào được 190m, 190m, 0.28 thì vào được 150m, 0.28 vào 150m nha mọi người nha. Đấy, thông số dây nó này mọi người, Tùng chụp cái này lại nha. Anh em nào có nhiều khi hỏi thì Tùng sẽ nói cho mọi người. Ok, rồi tiếp tục nha. Nói chung mấy con này ngoại hình nó 9500 trở lên nha mọi người nha. Rồi, đây là phần nắp của nó mọi người. Ở viền nó sử dụng cái carbon nhám nha mọi người nha. Carbon nhám, ở trên này nó khắc logo nó luôn nè mọi người. Spool nó là màu vàng mọi người, được khắc những cái rãnh này mọi người. Rãnh đổ vào cước nè. Đây là phần cối nè mọi người, mọi người nghe này. Đó. Tiếng cũng khá là thanh luôn nha mọi người nha. Nói chung là dòng này trên 2 triệu, đời mới là trên 2 triệu nha. Đây, bên trong người có bên trong nha. Rồi, đây là bên trong nó mọi người. Dầu mỡ nó nè mọi người. Dầu mỡ nó thì bên cái con đối với những cái dòng đã qua mọi người, cái đời cấp cao sử dụng công nghệ mạch siêu mọi người thì nó sẽ thường sử dụng hai rãnh như thế này nha mọi người nha. Một rãnh ngoài, một rãnh trong. Đó thì cái rãnh này thì nó sẽ hạn chế nước vô cho mọi người luôn nè, vô trong thân máy này và nó sẽ rớt ở trong này luôn nha. Đây, rớt ở trong này luôn nè mọi người. Đây là cái phần cối mọi người nhìn thấy không, những cái lỗ, bốn cái lỗ này nó nằm trên này nè, khi nước nó vô mọi người nó sẽ rớt trực tiếp xuống luôn nha mọi người nha, nó rớt ra ngoài luôn chứ nó không có vô trong phần spool này, nó không có vô trong cái phần mấy cái khóa hãm nó của nó nha, khóa hãm bên trong của nó sẽ rớt trực tiếp xuống luôn nè mọi người. Đấy, nó sẽ rớt trực tiếp xuống luôn. Còn phần này mọi người nhìn này, nó sử dụng công nghệ mạch siêu nha mọi người nha. Mạch siêu thì mọi người nhìn cái phần cái cây trục chính của nó xuống dưới này mọi người, nó kín luôn nha mọi người, nó kín và nó chỉ có một con ốc đây thôi mọi người. Đó, nó kín luôn này, nó kín, nó không có điểm thừa luôn mọi người. Đó, nó hạn chế nước vô trong máy tối đa luôn nha mọi người nha. Tối đa, nếu mà nó vô thì nó ở dưới nó sẽ cái vòng mà và cái dầu mạch siêu mọi người, nó sẽ không cho nước vô trong máy nha mọi người nha. Đấy. Thì phần trên này là cái phần tạo âm thanh nó mọi người, và một cái miếng lông đờn này. Đó. Cái này là đặc trưng của Daiwa nha mọi người nha. Cốt nó khá lớn luôn nha mọi người nha. Và đối với dòng Daiwa chí Shimano mọi người á, nó thì mọi người chú ý là nó không có cái trợ lực giống như những hàng khác đâu nha mọi người nha. Nên anh em khỏi cần phải hỏi. Đấy thì Tùng cũng nói thẳng như vậy luôn, hãng Daiwa Shimano thì nó có công nghệ riêng của nó và cái chất liệu riêng thép của nó mọi người. Nên nó không có làm cốt trợ lực giống như những hàng khác đâu mọi người nha. Đấy, anh em là chơi những fan của Daiwa hay là fan của Shimano thì biết rồi. Đấy. Một con máy ngoại hình rất là đẹp luôn. Nè,
tao quay luôn rồi mọi người. Đấy, quay nó mút nha mọi người nha. Cái này là mọi người thoát đổi thay tao quay được luôn nha mọi người nha. Đấy, rồi cho mọi người coi. Đấy, quay êm mượt nha mọi người nha. Quay rất là êm mượt. Size 4000 sĩ thác nha mọi người. Quay mọi người thôi câu lua nè, câu gần nè, câu chép nè, câu nhái thật luôn. Đấy, câu giờ câu hồ dịch vụ mà câu lua, câu lóc hồ dịch vụ cũng được nha, câu chim cũng được luôn nha mọi người nha. Thì con này kéo là nói chung là trên 8 kg là bình thường, mọi người siết xa tùy. Đó, body thì nhỏ gọn mọi người, rất là nhỏ gọn luôn này, xíu này, rất nhỏ gọn, rất là đẹp luôn. Đấy, anh em nào mua thì báo Tùng nha. Đó, thì con này nó sẽ kèm một cái máy màu vàng họ phong thủy cho cái dòng này luôn mọi người. À, thì giá con máy này trong clip này Tùng bán 1,7 triệu nha mọi người nha. Đâu qua RAM đời mới nhất hiện tại bây giờ. Đó, hình thì trên nói chung 9500 trở lên nha. Đó, mà hoạt động là ok hết. Đó, anh em nào thích thì liên hệ Tùng. Giá 1,7 triệu nha mọi người nha. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ qua cây cần nha mọi người. Rồi, đây là cái bên rubber mọi người nha. Thì cái bên này là 4 khúc nha mọi người. Thì lúc trước anh em cũng kiếm cái này rất là nhiều, lúc trước Tùng cũng bán rồi nhưng mà nó không có hàng đúng rồi. Đây, đây là một cái cây hàng trưng bày. Thì giá cần này giá mới hiện tại bây giờ ngoài thị trường nó sẽ dao động là khoảng 1,750 à 1,790 đến nó 1,890 nha mọi người nha. Tùy hãng nó bán rồi. À quên, số điều mọi người tùy shop nó bán nha. Với lại là những cái shop nào mà nó xa xa thì nó sẽ bán cái tiền này cao hơn, còn những cái shop nào nó có nhiều khách đó mọi người thì nó sẽ bán những cái hàng này giá là 1,790 mọi người nha. 4 khúc thì cái này nó sẽ có một cái bao phụ và một cái ống chính này mọi người nhá. Ống chính này thì đỡ mình sẽ bảo vệ cái cần mình nó sẽ tốt hơn, bảo vệ cần mình tốt hơn. Thì cái này nó sẽ có 4 khúc mọi người. Đây là cái khúc đầu, nó đầu nó thì nó sẽ có là 2, 4, 5 khoen nha mọi người nha. Đây nè, khoen này là khoen Fuji ở tuần lấy nét nè, khoen Fuji nè mọi người. À, liền sáng này, xăm khói này, rất là đẹp luôn. Con này là cây trưng bày nha mọi người nha, còn rất là mới. Thì cây này trong clip thì Tùng bán cho mọi người á, thì giá cũng rẻ hơn nha mọi người nha. Cây này là hàng trưng bày thì Tùng sẽ bán rẻ hơn nha. Đây, cây này Tùng sẽ bán 1,550 nha mọi người nha. Đây, xứ là xứ Fuji nè mọi người, liền xám luôn nha. Cái khúc thứ hai nó sẽ là 3 khoen nha mọi người nha. Khúc đầu là 5 khoen, khúc 2 là 3 khoen, là 8 khoen nha. Rồi, đây là cái khúc thứ ba, mà khớp nối thứ ba này. Thì khúc này có một khoen thôi, thì tổng là 9 khoen. Còn rubber rồi mọi người, Ben nha, thương hiệu của Mỹ. Khoen sứ nè mọi người, new nè, sứ này là sứ mới nha mọi người nha, sứ new. Rồi, khúc thứ tư nó mọi người, khúc thứ tư nó nè. Ở phần này thì mọi người có thể tháo ra được nha mọi người nè, đừng gắn vô trong cái khi mọi người kéo cá biển đồ, mọi người sẽ gắn vô, nó sẽ có một cái phần gắn ở dưới thắt lưng người đó. Mọi người sẽ kéo vô, còn không mọi người sẽ siết lại. Thì phần này là phần nhám nha mọi người nha. Phần nhám lên khúc này là bóng, khúc đoạn nói này là bóng và khúc nhám nha mọi người. Bóng, và đây là phần bát của nó mọi người. Bát này là bát hàng của Ben nha mọi người nhé. Này, bát hàng của Ben. Và phần này là phần cắn mút đỡ cầm nha mọi người. Đỡ cầm. Anh em là gì anh thích cắn mút thì anh em có thể bọc bằng co lại nha mọi người nhé. Thì đây là một cái Ben 4 khúc nha mọi người nhé. Một cái Ben 4 khúc. Giá 1,550. Một hàng trưng bày. Đấy. Rồi ok. Anh em thích cái phần nào thì mọi người cứ liên hệ Tùng nha. Chốt cho Tùng thì Tùng sẽ gửi cho mọi người. Nếu người thấy hay đỡ làm like một đăng ký giúp Tùng nha. Rồi cảm ơn người nhiều nha. Bye bye.